Kính chào quý vị và các bạn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đề xuất sửa luật đầu tư 2020 kỳ vọng gỡ vướng cho hàng trăm dự án bất động sản. Dự thảo nghị định luật bảo vệ môi trường gây khó khăn cho các doanh nghiệp thủy sản. Xuất khẩu sắt thép tăng kỷ lục. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô và mức độ rời rạc của các linh kiện ô tô nhập khẩu. Bộ Khoa học Công nghệ đề xuất bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xác định tỷ lệ nội địa hóa ô tô không còn phù hợp với thực tiễn, bởi các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô ở Việt Nam trong nước và fdi hiện áp dụng theo cách tính tỷ lệ phần trăm giá trị của linh kiện phụ tùng so với tổng trị giá của toàn xe điển hình như cách tính tỷ lệ nội địa hóa của các nước thuộc khối asean bảo đảm tính khách quan và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất ô tô toàn cầu do đó việc thay đổi quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô là cần thiết phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất trong nước Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư 2020. Đây là thông tin được cộng đồng doanh nghiệp bất động sản quan tâm. Hiện đang có tới hàng trăm dự án tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không thể triển khai trong thời gian qua do vướng mắc ở văn bản luật. Các doanh nghiệp bất động sản cho biết, phần lớn quỹ đất phát triển nhà ở hiện nay là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh. Theo điều 75 Luật Đầu tư 2020, các quỹ đất như vậy sẽ không thể trở thành các dự án nhà ở. Thị trường rơi vào tình cảnh thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá nhà tăng cao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định gây ách tắc theo hướng các doanh nghiệp chỉ cần sở hữu quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không cần phải có nguồn gốc đất ở hoặc một phần đất sẽ được công nhận chủ đầu tư. Số liệu thống kê mới công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam 8 tháng qua tăng mạnh 51,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2020, 8 tháng năm 2021, hàng hóa nhập khẩu nhiều nhất từ Indonesia là nhóm hàng than các loại tăng 71,6%, riêng tháng 8 tăng mạnh gần 530%, dầu mỡ động thực vật tăng 95,5%, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại tăng 50,2%, sắt thép các loại tăng 37%. Bên cạnh nhập khẩu, tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Indonesia cũng tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy sự trao đổi thương mại giữa hai nước đang có nhiều tín hiệu đáng mừng. Theo báo cáo từ Hiệp hội Thép Việt Nam, tháng 8 là tháng có trị giá xuất khẩu sắt thép các loại cao nhất từ trước đến nay và là tháng thứ hai liên tiếp vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 8, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 1,53 triệu tấn, trị giá gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,8% về lượng và tăng 35,2% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu 8,54 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá đạt gần 7,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,4% về lượng và 127% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam là ASEAN, Trung Quốc Đáng chú ý, hai thị trường EU và Mỹ có mức nhập khẩu tăng mạnh. EU tăng 7,5 lần và Mỹ tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm, phần lớn các chủ loại cao su xuất khẩu sang Ấn Độ đều đạt được sự tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 7 tháng qua xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Ấn Độ đã đạt trên 47.000 tấn trị giá 85,5 triệu đô la Mỹ, tăng gần 71% về lượng và tăng 119% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.805 đô la Mỹ một tấn, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo cuộc xuất nhập khẩu năm 2021, nhu cầu cao su của Ấn Độ dự báo tăng mạnh, khiến nước này phải nhập khẩu nhiều cao su hơn vì sản lượng trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sản lượng tiêu tiếp tục giảm mạnh đã khiến cho xuất khẩu tiêu toàn cầu sụt giảm, đẩy giá bán tăng cao. Tại Việt Nam, các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài đã khiến chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước bị đình trệ, nguồn cung ứng giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ mùa đông và lễ Tết cuối năm đang tăng cao, khiến giá tiêu liên tục tăng từ tháng 3 đến nay. 8 tháng qua, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt trên 197.000 tấn các loại, giảm hơn 4.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên xét về giá trị, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 657 triệu đô la Mỹ tăng 48% so với cùng kỳ. Theo Tổng cục Hải quan, lượng lúa mì nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021 đã đạt hơn 3 triệu tấn, nhiều hơn lượng nhập khẩu của cả năm 2020. Trong 8 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 3,1 triệu tấn lúa mì trị giá gần 880 triệu đô la Mỹ, tăng 78,6% về lượng, 95,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam nhập khẩu lúa mì chủ yếu từ Úc với gần 2,4 triệu tấn tương đương trên 683 triệu đô la Mỹ, tăng rất mạnh 355% về lượng và 368% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy lúa mì Úc chiếm tới 77% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước. Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang chuẩn bị được thẩm định vào tuần cuối tháng 9 này. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nhiều quy định được áp dụng trong dự thảo không hợp lý. Dự thảo đưa ngành chế biến thủy sản vào mức 3 của loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Điều này sẽ khiến gần như 100% các nhà máy, bao gồm rất nhiều các nhà máy nhỏ, phải thực hiện và phải đầu tư hệ thống quan chắc với chi phí đắt đỏ khiến giá thành sản xuất tăng cao trong khi mức độ gây ô nhiễm môi trường được đánh giá là chưa đúng với thực tế. Dự thảo cũng làm tăng thủ tục hành chính do nhiều hồ sơ cấp phép và quy trình cấp phép phức tạp, trung lập thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. Năm nay, ông hương ế ẩm, tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người nuôi lo lắng khi hàng chục tấn ốc đã đến độ thu hoạch nhưng không có người mua. Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên ốc hương đạt năng suất cao, tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách kéo dài, sức mua giảm, khâu vận chuyển ốc đi các tỉnh lân cận gặp nhiều khó khăn. Tại Hà Tĩnh nhiều nơi đã quá thời gian thu hoạch nhưng lượng ốc hương tiêu thụ được rất ít. Thị trường tiêu thụ lớn là Trung Quốc cũng đóng băng nên giá ốc lao dốc giảm một nửa so với năm 2020. Những năm trước, giá ốc đồ xỉ là 200.000 đồng 1 kg, bán lẻ là 270.000 đến 280.000 đồng 1 kg, thì nay chỉ còn khoảng 140.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp sống Kinh tế phát sóng lúc 20 giờ 25 phút các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 7 với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.